Chào các bạn, trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm vật liệu tranh, ảnh, TV khi render trong Revit là như thế nào. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc hướng dẫn các bạn làm sao có thể tạo ra được những cái vật liệu khung ảnh này, tranh, TV. Những cái vật liệu này thì thường xuyên sử dụng trong các cái thiết kế về nội thất, đúng không ạ? Các bạn thấy nhá, khi chúng ta thiết kế nội thất thì khi chúng ta render chúng ta sẽ cần phải làm một số các loại vật liệu đặc biệt như là TV này, bạn thấy không? Hay là một cái vật liệu tranh ảnh như này, đúng không ạ? Và một số bạn làm thì các bạn sẽ sử dụng áp vật liệu bình thường, các bạn áp bằng cái công cụ áp vật liệu material thôi. Thì cái công cụ áp material đấy nó có một cái đặc điểm là chúng ta rất là khó căn cái bức ảnh làm sao cho khớp cái khung ảnh như này. Đấy, bạn nào có, các bạn có thể thử trong áp material. Đấy, các bạn vào áp vật liệu thì nó rất là khó khăn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách làm rất là khác, nó cực kỳ dễ luôn, để làm sao chúng ta đặt một phát là vừa vặn khung tranh như thế này luôn, được chưa? Và đây là sản phẩm chúng ta, các bạn thấy này. Đấy, mình có thể đặt các bức ảnh vào khung tranh nó rất là dễ dàng. Đấy, cực kỳ dễ dàng luôn. Và các bạn sẽ thấy là không phải mình ốp vật liệu đâu, mình không ốp vật liệu các bạn nhá. Nhiều bạn sẽ tạo vào vật liệu, đặt vật liệu ở tít trong này. Đấy, nhưng mình nói các bạn có thể thử, nó cực kỳ khó khăn để làm sao đặt khớp được ảnh. Thì để làm sao có thể là đặt được những bức ảnh này vào trong khung ảnh vừa vặn dễ dàng nhất, thì trong Revit nó có một công cụ, đó là công cụ insert, và nó là nằm trong công cụ decode. Let decode này, thấy chưa? Thì can. Được chưa? Thì mình sẽ về 3D. Ở đây thì mình sẽ bật chế độ render, bạn thấy này. Đấy. Đây. Rồi nhá. Thì giả sử bây giờ mình xóa bức ảnh này đi, mình, các bạn thấy này, đây là một cái decode. Mình xóa đi. Bây giờ mình muốn đặt một cái bức ảnh, giả sử bức ảnh của mình là bức ảnh này, ảnh này chẳng hạn, mình muốn đặt cái bức ảnh này vào trong cái khung tranh này, thì đầu tiên ấy mình sẽ cần làm gì? Đầu tiên mình sẽ cần phải biết đó là kích thước của cái khung tranh mà mình muốn đặt có thể không chính xác lắm. Về kích thước, các bạn thấy này, mình có một cái khung tranh như này và nó đang được đặt theo cái kích thước là 600 x 400. Đấy, mình làm một cái family 600 x 400 đây. Tức là chiều rộng 600, à, chiều rộng 400 và chiều dài là 600. Và mình muốn đặt cái bức ảnh này vào trong khung tranh đấy. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là cái bức ảnh của mình hiện tại nó đang dài. Và điều đầu tiên các bạn cần làm đó là các bạn phải chỉnh cái tỷ lệ bức ảnh này về đúng cái tỷ lệ của khung tranh. Được chưa? Ít khi chúng ta thay đổi tỷ lệ khung tranh theo tỷ lệ bức ảnh mà nhé. Thường chúng ta thiết kế chúng ta sẽ có các mẫu khung tranh như là 400, 600, 600, 900 hay là những cái mẫu của TV bao nhiêu inch của nó kích thước tỷ lệ hết. Ở đây thì mình muốn đặt là nó đang là 600 x 400, được chưa? Thì mình sẽ vào trong Photoshop, thì mình sẽ vào Image, mình bật bức ảnh này lên nhé, mình vào Image Size, mình xem cái tỷ lệ bức ảnh. Hiện tại bức ảnh này đang có tỷ lệ là 2560x1440, và các bạn sẽ sử dụng máy tính thôi. Đây, đây chúng ta sẽ xem nhé. Bức này, ảnh này hiện tại đang pixel là 2560x1440. Cái tỷ lệ của bức khung tranh của mình là 64, tức là 2/3, 3/2 đúng không ạ? Thì mình sẽ lấy cái chiều cao của bức ảnh này là mốc, tức là 2. Thì mình sẽ cần một cái tỷ lệ là 2/3, 3/2 của cái 1440 này. Thì mình sẽ vào máy tính này, mình lấy 1440 × 3 chia cho 2. Đấy, thì tức là mình sẽ cần một cái chiều dài là 2160. Thì vào đây thì các bạn không động vào đây nhé, các bạn sẽ vào trong công cụ này cho mình. Và mask size. Mình vào pixel. Đấy, thì mình cần bao nhiêu nhỉ? Mình cần 2160, thì mình thay đổi đây. 2160. Được chưa? Cái này mình giữ nguyên và mình ok. Mình process. Đấy, thì nó cắt lại cho mình đúng cái tỷ lệ bức ảnh, được chưa? Sau đấy thì mình sẽ save cái file này. Ok, mình có bức ảnh rồi nhá. Sau đấy thì mình sẽ vào Revit này. Để làm sao đặt bức ảnh vào trong khung tranh này thì các bạn sẽ vào cho mình insert và các bạn chọn cho mình cái decode, được chưa? Các bạn kích xuống đây thì nó sẽ có hai nút, một là nút place decode và nút decode size. À, nút này để đặt, nút này để thiết lập tính chất. Chúng ta sẽ vào trước đầu tiên ở đây. Các bạn sẽ thấy đây là những bức ảnh mình có sẵn, được chưa? Thì mình sẽ tạo ra một bức ảnh mới. Mình đặt tên cho nó là Revit Map Việt Nam chẳng hạn. Ok.
Sau đấy mình sẽ kích vào Sort và mình sẽ chọn link đến bức ảnh. Dạ, đây bức ảnh chúng ta đây. Ở dưới này nó sẽ có một loạt các thiết lập như là brightness để thiết lập độ sáng của bức ảnh cao hơn, reflectivity này là cái độ phản xạ của bức ảnh, cái này để thường cho vật liệu TV, transparency là độ trong suốt của bức ảnh. Đấy. Hay là các bạn có thể chọn finish, finish tức là cái hoàn thiện bức ảnh này sẽ nó sẽ như thế nào, master nó sẽ là thông thường, nghĩa là nó sẽ kiểu như là không phải là bóng, không phải là gì cả, nên là nó giống như vật liệu bình thường thôi. Còn semi gloss này hay là gloss, high gloss này tức là độ bóng của nó sẽ càng ngày càng cao, được chưa? Rồi, illuminance này là để thiết lập cho độ sáng thôi. Cái này các bạn xem trong video hướng dẫn về thiết lập vật liệu phát sáng, các bạn sẽ hiểu. Nếu đôi khi chúng ta làm TV thì chúng ta sẽ chọn là LCD screen, được chưa? Ở đây mình làm full tranh thì mình không cần. Các bạn chọn LCD screen thì các bạn có thể chọn cái pop button này, tức là cái bóp, à không, mình nhầm, cái khi các bạn chọn pop button này tức là làm cho nó bức ảnh gồ ghề thôi nhé. Nếu các bạn muốn bức ảnh gồ ghề, các bạn muốn áp bức ảnh gồ ghề thì các bạn thế là vào đây chọn image file, được chưa? Nhưng ở đây thì bức ảnh mình không cần gồ ghề. Bump amount này tức là cái độ gồ ghề của bức ảnh thôi, cái này các bạn làm trong hướng dẫn vật liệu trong Google ghề các bạn sẽ hiểu, cũng có mình đã có video rồi các bạn nhá. Cắt out để vật liệu đủ, cái này cũng đã có video rồi. Rồi ok, thì thường các bạn làm tranh thì các bạn chỉ cần thiết lập cho mình về nguồn ảnh này, độ sáng này, và các bạn có thể nếu là TV thì thêm cái này cho mình là thôi, chưa, rất là dễ và mình ok. Rồi sau đấy thì để đặt thì các bạn vào đây, vào decal và các bạn chọn place decal, và các bạn thấy này, mình sẽ chọn decal của mình đây và mình đưa vào đây chẳng hạn, các bạn đưa vào cái mặt phẳng của cái khung tranh này, các bạn kích vào đây đấy, sau đấy mình thoát lệnh và mình chọn lại cái bức ảnh này. Ở đây thì chúng ta sẽ cần làm một hoạt động, đó là chúng ta điều chỉnh cái tỷ lệ kích thước của bức ảnh này và mình sẽ cho nó là 600. Thế các bạn thấy ngay lập tức nó co về 400 này, và cuối cùng các bạn chỉ việc di chuyển bức ảnh này thôi, mình sử dụng phím mũi tên cũng được. Bức ảnh của chúng ta hơi to, các bạn có thể cho nó nhỏ xuống một chút, ví dụ như 570. Đấy. Thì chúng ta đã đặt được một cái bức ảnh vào trong khung tranh rồi. Và các bạn làm tương tự, các bạn có thể đặt được tất cả bức ảnh này hay là làm cho màn hình TV, được chưa? Và các bạn sẽ có thể thấy sản phẩm của chúng ta ở đây. Để dễ dàng phải không các bạn? Đấy. Ở đây mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ dành cho các bạn. Đó là bởi vì ấy, cái công cụ Place Decal này, các bạn kích vào đây các bạn thấy này, bức ảnh chúng ta nó sẽ có sort, tức là nó sẽ có cái đường link của ảnh. Và khi các bạn xóa cái bức ảnh này đi, giả sử mình ở để ngoài desktop, mình xóa bức ảnh này đi chẳng hạn, được chưa? Mình quay trở lại, các bạn sẽ thấy ngay lập tức nó mất link. Do vậy khi các bạn lưu ý cho mình, đó là khi các bạn làm bằng công cụ Place Decal này thì các bạn phải đó là luôn luôn copy cái bức ảnh của chúng ta đi cùng file Revit và đặt nó vào cùng một folder, tránh bị mất link các bạn nhé. Các bạn thấy khi mình vào Rhizocobin mình lấy lại bức ảnh này, mình quay trở lại Revit, mình quay trở lại đây, mình chọn cái ảnh của mình update lại cho nó đường link, ok. Đấy, thì bạn thấy ngay lập tức nó sẽ update lại cho các bạn rất là dễ dàng. Và đây chính là cái lưu ý duy nhất mà các bạn cần, đó là nhớ, đó là copy cái bức ảnh của ta theo file Revit và đặt nó vào folder để tránh bị mất ảnh và mất link các bạn nhé, được chưa? Như vậy trong bài học ngày hôm nay các bạn đã được hướng dẫn tạo các vật liệu khung ảnh tranh TV một cách rất là dễ dàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.